History of second time. Rất là thân thiết với nhau và trước đây thì chúng ta có một cái thời gian rất là dài để đấu tranh để độc lập tự do cho dân tộc chúng ta. Bây giờ chúng ta lại giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế. Now we continue to work closely together and to support each other in our process of social and economic development. Chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất lương thực và an ninh năng lượng.